Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có: máy chế biến gỗ Quách Diêu, quý khách cần gì chúng tôi có ngay, chế độ hậu mãi lâu dài, công nghệ tiên tiến vững vàng trong tay, nào đâu tìm kiếm bao ngày, hotline. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong đảng. Ông Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an Đồng Nai đã bị cách hết chức vụ ở trong đảng. Ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9, Ban Bí thư họp xem xét thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ban Bí thư kết luận ông Huỳnh Tiến Mạnh chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những hành vi vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 đến 2020, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự, để nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vi phạm kỷ luật pháp luật, vi phạm trong các công tác của cán bộ. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Mạnh cùng chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Trực tiếp phụ trách để phòng cảnh sát giao thông xảy ra nhiều vi phạm kéo dài nhiều năm, có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vi phạm, khuyết điểm của ông Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành công an và cá nhân ông, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng. Xét thấy nội dung, tính chất và mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Mạnh tương ứng với kỷ luật đảng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn.